Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc dành cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những câu hỏi và muốn được tư vấn miễn phí như thế này thì đừng quên là lên Google gõ toanhuyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó kéo xuống ở phần giữa trang có Messenger, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó nhé, hoặc là liên hệ với mình để được tư vấn có phí. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em rất thành tâm được chị giúp ạ. Em và anh yêu nhau được gần 1 năm. Anh là một người theo em cảm nhận là rất tốt, lo cho em. Dạo gần đây bọn em có xích mích những chuyện nhỏ nhặt, nhưng ngày hôm sau đó cũng qua. Đỉnh điểm là hôm trước 11 giờ đêm, anh không gọi cho em. Em có gọi thì anh bảo hôm nay không nói chuyện thì để hôm khác nói, có gì đâu. Sau đó thì em có khóc vì em cảm nhận anh đã thay đổi. Anh có bảo em nín đi, đừng khóc nữa. Ngày hôm sau bọn em có gặp nhau, đột nhiên anh lại hỏi đến vấn đề em và người yêu cũ yêu nhau mấy năm. Trước đấy thì em cũng có kể và anh cũng có biết quá khứ của em rồi. Anh bảo cho anh một thời gian, cụ thể là 1 tháng. Anh còn thừa nhận chỉ yêu em bằng lý trí chứ không phải cảm xúc. Anh yêu em vì em có công việc, còn để cần em thì anh chưa có. Anh bảo với em không yêu được người này thì yêu người khác, việc gì em phải buồn. Lúc đó em đã khóc rất nhiều. Anh còn bảo nếu buồn thì rủ em gái anh đi chơi. Lúc anh không có ở nhà nhưng em đã khóc rất nhiều. Em không biết phải làm sao, em thực sự rất cần anh. Em thân mến, cái sai của em có biết ở đâu không? Chính là câu nói cuối cùng của em. Tại vì em rất cần anh, em quá cần anh mà đánh mất đi những cái tiêu chuẩn và giá trị của một người phụ nữ cuốn hút. Đó là lý do mà em đã không được yêu ở trong mối quan hệ này. Thực ra với một người phụ nữ tự trọng và giá trị, gặp phải cái câu nói của người đàn ông là chị yêu bằng lý trí chứ không phải là tình cảm, yêu em chỉ vì em có cái công việc tốt đấy thôi, chứ còn bảo tình cảm thì không có. Thực ra nghe cái câu này là mình phải biết đấy là một sự xúc phạm đối với mình rồi, và mình không bao giờ thèm một cái thứ tình yêu như thế cả, đúng không? Đó, nhưng tại vì sao anh ta lại nói như thế? Truy đến cùng thì cũng chỉ vì là em đã ứng xử không cuốn hút, chứ không phải là bản chất em không cuốn hút. Có thể em là một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương, công việc tốt, ai nhìn vào cũng thấy em một hình mẫu lý tưởng để làm vợ. Thế nhưng mà khi yêu em, người ta lại có cảm giác là em hạ thấp giá trị của mình quá, em không có tiêu chuẩn của mình trong tình yêu. Và cái người đàn ông họ thấy rằng họ đối xử với em thế nào cũng được, và họ đánh mất đi cái sự hứng thú của một người đàn ông dành cho mình. Em nghĩ xem người đàn ông này có lý do gì để hứng thú với em không, trong khi em quá cần người ta, đúng không? Đó, có thể nếu mà em không thay đổi để cuốn hút hơn ấy, thì kể cả em quen một người khác cũng chỉ được cái thời gian đầu thôi. Và người ta thấy những cái thứ bề ngoài của em và người ta thấy rằng người ta thích, nhưng sau mà cái cá tính của em mà nó không có tiêu chuẩn, không có giá trị, những cái điều đúng đắn trong tình yêu, thì họ sẽ coi thường mình, hạ thấp mình và tụt cảm xúc với mình, mà họ sẽ không thể yêu mình được. Đó, trong tình yêu khi mình có kiến thức, mình có thể khiến cho tình yêu thăng hoa, khiến cho người ta yêu và si mê mình rất là nhiều. Nhưng nếu mình không có kiến thức, ngay khi mình rất xinh đẹp và tài giỏi, có những cái điều kiện khác về vật chất, thế nhưng mà cuối cùng mình vẫn không được yêu em ạ. Đó nhá, hiểu đàn ông là cái điều quan trọng, chứ không phải là yêu họ nhiều nhá. Phụ nữ không cần yêu đàn ông nhiều, mà phải yêu đàn ông một cách cuốn hút. Đó là lý do mà chị cho ra khóa học thấu hiểu tâm lý đàn ông, để các bạn hiểu. Ngay cả khi các bạn chấp nhận lời yêu với người ta, thậm chí chấp nhận làm vợ của người ta, thậm chí chấp nhận sinh con cho người ta rồi, thì các bạn vẫn có giá trị của mình, để người đàn ông ấy luôn luôn phải sợ mất và luôn giữ cái cảm xúc dành cho các bạn. Chứ không phải là bây giờ yêu rồi xong rồi bắt đầu khiến cho cái người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho cái cuộc đời của mình. Ok, đành rằng là bọn em rất hay nói chuyện với nhau, và một hôm đến 11 giờ anh cũng không nhắn tin thì em rất là khó chịu. Em có thể nói chuyện với anh ta như một cái câu nói mà anh ta nói rằng gì: à hôm nay không nói chuyện thì hôm khác nói chuyện, có gì đâu mà phải lắm chuyện, kiểu đó, đúng không? Em im lặng, em nghiêm khắc ngay, em nghiêm túc lại về vấn đề đấy. Em bảo ok, em tắt đi. Từ hôm đấy em không thèm nói chuyện với anh ta luôn. Đấy là cư xử của một cô gái giá trị, đúng không? Em gọi cho anh ta bởi vì em trân trọng anh ta, bởi vì em yêu thương anh ta và em dành tình cảm cho anh ta. Nhưng nếu anh ta không biết trân trọng thì anh ta sẽ mất cái đặc quyền đấy. Em phải biết là được ở bên em là một đặc quyền, được ở bên em là một niềm vinh hạnh. Em phải trân trọng mình để biết được cái điều đấy, thì cái người đàn ông người ta mới trân trọng em được. Chứ bây giờ người ta đã đối xử với em như thế, nói toàn những cái câu mà không thể chấp nhận được trong tình yêu, nhưng mà mình vẫn yêu, mình vẫn cần, thế thì người ta coi thường mình là đúng rồi còn gì, đúng không em?
nhá. Cho nên ứng xử rất quan trọng, kể cả trong những quá trình như này xảy ra những vấn đề như thế mà em biết ứng xử đúng ấy, thì sau mỗi một lần xảy ra vấn đề như vậy mà em ứng xử đúng, họ còn yêu em nhiều hơn, họ còn cảm thấy si mê em hơn, họ cảm thấy em giá trị hơn, họ cảm thấy họ yêu đúng người. Nhưng nếu em ứng xử không đúng, em ứng xử kém giá trị, em cần người ta quá, đúng không? Chấp nhận hết ngay cả khi người ta nói những câu không thể chấp nhận trong tình yêu. Thế là cuối cùng là gì? Người ta chẳng coi em là gì cả. Cuối cùng em bị cho ra rìa, người ta không trân trọng em. Đó, là cuối cùng là em đau khổ. Ngay cả khi em rất xinh đẹp và tài giỏi đấy, em là một hình mẫu lý tưởng mà nếu người ngoài nhìn vào lại rất là thích đấy. Đó, nhưng mà khi yêu một cô gái không có tiêu chuẩn, người ta không thích em ạ. Đó, nên đôi khi vấn đề không nằm ở sự xinh đẹp, cũng không hẳn nằm ở cái việc là em có bao nhiêu tiền. Đó, nằm ở cái việc em có cuốn hút không. Cái này là tư duy, đúng không? Mình phải có giá trị của mình để biết rằng mình trao đi những giá trị, nếu người ta trân trọng thì mình trao tiếp, người ta không trân trọng người ta sẽ mất mình. Ngay cả khi là chồng của mình rồi, là bố của các con mình rồi, người ta vẫn có nguy cơ mất nếu không biết trân trọng, hoặc là nếu người ta coi thường mình. Chứ không phải là à yêu nhau rồi là em phải cần anh lắm, lúc nào em cũng vin vào là cái quá khứ em từng được yêu cho nên bây giờ là em phụ thuộc vào anh, thì không nhá. Ngoài cái khóa thấu hiểu tâm lý đàn ông ra thì mình còn làm thêm một cái khóa có tên là trở thành người không thể thay thế. Để làm gì? Để các bạn biết xoay chuyển tình thế, khiến cho người đàn ông phụ thuộc vào mình, si mê mình, sống không rời mình được. Chứ không phải lúc nào mình cũng phụ thuộc là anh ấy từng yêu em, anh từng chiều em như thế, bây giờ anh ấy thay đổi rồi và em không chịu đựng được cái sự thay đổi đấy của người ta. Tại sao các bạn không xoay ngược tình thế để khiến cho người đàn ông sẽ phải thấp thỏm lo âu rằng à liệu cô ấy có thay đổi tình yêu với mình không, mình phải làm gì để chiến đấu để cô ấy dành tình cảm cho mình, đúng không? Chứ không phải lúc nào mình phải chạy theo đuôi đàn ông. Chỉ vì đàn ông từng cho mình hạnh phúc nên mình níu kéo vào cái từng hạnh phúc đấy để mà phụ thuộc vào người ta, thì không phải như thế. Người phụ nữ, người đàn bà thông minh là biết cách gieo yêu thương vào đầu cái người đàn ông để người ta phụ thuộc vào mình, để người ta không rời xa mình được. Chứ không phải lúc nào ngồi đó và phụ thuộc vào đàn ông nhá. Thế cho nên một cô gái yêu nhiều sẽ không có hạnh phúc, nhưng một cô gái cuốn hút sẽ có hạnh phúc. Đó, chúng ta phải yêu đúng cách, yêu theo cái cách người đàn ông muốn, không phải yêu cách theo cách mình muốn. Các bạn cứ yêu người ta theo cái cách mà bạn muốn, nó sẽ khiến cho đàn ông rất là mệt mỏi và họ chán. Đó, anh này bảo có yêu em không, anh đã từng yêu em, rất yêu em, nhưng đến bây giờ anh đang chán em, không phải bởi vì em xấu xí mà bởi vì em đã thể hiện ra là mình không cuốn hút. Đó nhá. Và mọi thứ có thể cải thiện được bằng cái kiến thức của mình. Có điều kiện em tham gia những khóa học mà chị vừa nói ở trên, không có điều kiện thì xem nhiều những cái video miễn phí của chị trên YouTube và Facebook đi. Nó sẽ góp phần thay đổi rất lớn về cái giá trị và tiêu chuẩn của em, để em được đàn ông trân trọng đấy nhá. Để tham gia những khóa học ở trên thì các bạn đừng quên lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó các bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký ngay và luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để liên hệ với mình thì các bạn đừng quên là có hai cách để các bạn liên hệ với mình. Đầu tiên là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang web đó. Trong cái trang web đó thì sẽ có phần Messenger, thì các bạn sẽ ấn vào đó để trò chuyện với mình và để lại câu chuyện cho mình các bạn nhá. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể vào cái trang fanpage, cái trang Facebook fanpage mà mình có để ở phần mô tả của mỗi video. Hoặc các bạn lên Facebook, các bạn ghi Toàn Nguyễn thì sẽ tìm kiếm, thì sẽ ra cái trang của mình nhá. Thì các bạn sẽ vào đó để lại tin nhắn và câu chuyện của các bạn cho mình. Hàng tuần thì sẽ có những cái câu chuyện may mắn được lựa chọn để tư vấn miễn phí trên các video này. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì sẽ có hai hình thức là tư vấn qua tin nhắn hoặc là tư vấn qua cuộc gọi, thì sẽ là những cái hình thức tư vấn có phí. Thì các bạn cũng sẽ lên cái trang fanpage hoặc là cái trang web của mình để liên hệ với mình và đặt lịch các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn có làm những cái khóa học riêng, là bao gồm những cái video rất là đặc biệt chưa từng đăng trên YouTube hay các trang mạng xã hội. Những cái khóa học để dựng cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể tự tin trên cái hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được tình yêu và hạnh phúc mà các bạn từng mơ ước các bạn nhé. Để tham gia vào những khóa học này thì các bạn cũng đừng quên vào trang toannguyenhạnhphuc.vn. Trang đó sẽ có tất cả các khóa học mà mình đã làm, bao gồm là những cái khóa học để tán tỉnh này, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc này, để có thể khiến cho người ấy không thể rời xa các bạn được này, và bao gồm những cái khóa học để khiến họ sẽ lắng nghe các bạn và làm theo những cái điều bạn muốn. Nói chung tất cả những cái điều mà bạn cần có
sẽ là những cái kiến thức nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái video mà mình đã từng đăng trên YouTube hay trong mạng xã hội cho các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái khóa học này để có một cái kiến thức tập trung nhất để mình có thể sẵn sàng chinh phục hành trình hạnh phúc của mình các bạn nhé.